ở đây các bác nào đang quan tâm về một mẫu xe Hyundai i10, đặc biệt là số sàn bản 1.2, bản đủ và bản sedan 2 đầu, thì em Hương đây đã về thêm rồi đấy ạ. Một chiếc xe i10 đời 2016, số sàn bản sedan đẹp 1.2, máy số zin đẹp với nước sơn màu bạc cực kỳ sang luôn nhé. Máy số zin đẹp, em đã mở hết ra khoang là động cơ máy móc của xe để em quay cho mình đấy ạ. Máy số zin đẹp luôn, máng lốp hai bên hay là ắc quy thì còn xanh đẹp. Tất cả những cái thanh ngang này zin đẹp hết cho em. Nắp capo hoàn toàn là keo chỉ zin và các cái lốt cắt cũng là zin đẹp như thế này luôn. Một chiếc xe 2016 số sàn giá chào bán 289 triệu. Bác nào quan tâm về chiếc xe i10 bản đủ 1.2 nhấc máy lên đi ạ. Gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Bản đồ sẽ khác bản thiếu như nào? Có xi nhan trên gương, phanh ABS tối khí an toàn đầy đủ cho em nhé. La răng thể thao, phanh ABS, một dàn lốp rất là dày dặn luôn. Xi nhan tích hợp trên gương. Và phím mở một chạm thông minh hai cánh cửa trước này, gương kính thì liền đời theo xe. Em đã nói là zin đẹp thì xe nó phải là zin đẹp các bác ạ. Đây, các bác nhìn này. Táp ly táp lô, keo chỉ zin, cột kèo zin, nội thất ghế da cũng sạch đẹp cho em. Lên cho em đề lỗ thông minh, túi khí an toàn tăng giảm âm lượng trên vô lăng rồi. Bản này có phanh ABS chống bó cứng cho em này, đi cực kỳ an toàn luôn. Lắp hết cái kệ bước chân lên xuống này, từng con ốc nhỏ nhất cũng đẹp như thế này. Cột kèo keo chỉ nguyên zin luôn các bác nhé, gương kính cũng liền đời theo xe cho em. Hàng ghế thứ hai thì cũng cực kỳ rộng rãi luôn, bản sedan hai màu à. Thiết kế thì cực kỳ rộng rãi này, thảm bẹ sạch sẽ, ghế da cao cấp luôn. Đấy, các bác nhìn nữa, em quay chi tiết để bác nào có muốn đi gia đình hay là dịch vụ thì i10 bản sedan 2 đầu, form dáng nó dài, nó rộng rãi hơn và ăn ít xăng bản 1.2 nhưng đi cực khỏe luôn. Thì các bác có thể tham khảo cho em đi ạ. Lốp lát thì cực kỳ dày dặn luôn, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Bản sedan 2 đầu với cam hành trình. À, em này có cam hành trình và màn hình rồi. À, đầu đài nguyên bản theo xe các bác nhé, đầu đài nguyên bản theo xe có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau này. Lốp sau cua và dụng cụ tăng kích lốp thì vẫn còn nguyên đẹp cho em. Khoang hành lý của i10 khá là rộng rãi luôn vì bản sedan mà rất là dài. Đèn hậu phía sau cũng to bản này. Quan trọng là lốp lắp cực đẹp luôn, cảm biến va chạm đầy đủ rồi. Hôm nay thì em sẽ quay nhanh nhé, vì một chiếc xe như thế này cũng không có gì để nói nhiều vì máy số nó zin đẹp rồi. Cái quan trọng nhất là máy số nó đã đẹp rồi thì các bác ơi, những cái ngoài đã là còn từ hình thức cho đến bên trong cũng đều đẹp luôn. Đây ạ. Túi khí an toàn này, mặt đồng hồ này, tắt bật cảm biến này, gương kính thì auto tự động chỉnh tự động cho em nhé. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa. Hyundai i10 2016 bản đủ 1.2 đây. Tất cả các thông số tích cơ đều zin đẹp cho em. Vừa rồi thì em đã quay một video. Để các bác có nào có thích một chiếc xe Hyundai i10 thì có thể qua video của em Hương chốt cọc cũng như là đến xem xe trực tiếp nhé. Nội thất và ngoại thất hay là máy số hay là thì cái gì thì em cũng quay hết rồi các bác ạ. Đây, đây là bên ngoài của xe. Tất cả những đường dập lỗ trên thân xe thì cực kỳ sắc nét này. Dàn lốp dày dặn, phanh ABS này, la răng thể thao. Đèn là đèn halogen kết hợp với đèn phá xương và có đèn gầm đầy đủ bản 1.2. Giá chào bán 289 triệu, em sẽ bao phí rút hồ sơ cho mình. Cũng như là bác nào đến xem xe thì em vẫn có thể cho mình một cái giá cực kỳ lộc lá nhé. Bác nào quan tâm thì kết nối Zalo cho em 0354602790 hoặc là đến trực tiếp với địa chỉ bên em 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Và đừng quên những lượt đăng ký kênh, những lượt thích trang. Em có địa chỉ giao dịch là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. 11:30 các ngày trong tuần thì em sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.